Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanctity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nát port, hay chúng ta thường gọi là mở port hoặc là port forwarding trên firewall FPR series phiên bản firmware FTD. Các bạn lưu ý là hướng dẫn này áp dụng với phiên bản firmware FTD chứ không phải là AFA nhé. Với firmware AFA thì chúng ta sẽ có cách làm khác và có thể áp dụng cho tất cả các dòng firewall Cisco FPR bao gồm FPR1000, FPR2100, FPR3100 và FPR4100 v.v. Port forwarding hay là NAT port là một kỹ thuật cho phép chúng ta NAT các dịch vụ bên trong mạng local ra ngoài Internet để người dùng bên ngoài Internet có thể truy cập vào dịch vụ. Ví dụ các bạn có các server web, SQL hay là các hệ thống camera trong mạng LAN và các bạn muốn truy cập được từ ngoài Internet thì các bạn có thể cấu hình port forwarding trên firewall để mở các port này. Khi đó thì các bạn có thể truy cập thông qua IP WAN 2.port. Mình sẽ sử dụng mô hình đơn giản này. Bên trong mạng nội bộ mình có một máy tính IP 192.168.95.100 đã bật tính năng Remote Desktop, sử dụng port mặc định là 3389. Mình sẽ nát port 3389 này ra để mình có thể Remote Desktop vào máy tính này từ Internet thông qua IP WAN là 27.79.156.209. Các bạn lưu ý là khi nát port thì các bạn nên sử dụng đường WAN có IP tĩnh, do nếu sử dụng IP động thì IP này sẽ thay đổi liên tục và các bạn sẽ không biết phải truy cập qua IP nào. Trong trường hợp IP động thì các bạn có thể sử dụng dịch vụ DDNS cũng được. Một lưu ý quan trọng nữa, để nát được port thành công thì port đó phải đang hoạt động trong mạng LAN rồi. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách truy cập vào dịch vụ trong mạng nội bộ. Nếu thành công thì chúng ta có thể nát được. Có một số trường hợp trong yêu cầu triển khai có phần nát port nhưng server họ chưa cài đặt xong thì khi nát port trước các bạn kiểm tra port sẽ không open. Mình sẽ thử Remote Desktop trong mạng LAN trước. Mình đã remote OK. Để cấu hình port forwarding trên firewall Cisco thì chúng ta sẽ có hai bước: tạo NAT policy để mapping các port dịch vụ và access control policy để cho phép người dùng bên ngoài truy cập vào tài nguyên nội bộ. Trước tiên chúng ta sẽ cần tạo các object để định nghĩa server và port tương ứng. Các bạn truy cập vào menu object, network, nhấn dấu cộng để tạo. Name các bạn đặt sao cho dễ phân biệt. Type chọn host và nhập IP của server vào. Chuyển sang menu port. Cisco đã định nghĩa sẵn một số dịch vụ và port tương ứng. Nếu các bạn nát các port này thì có thể bỏ qua bước này, còn nếu không có thì các bạn nhấn dấu cộng để tạo thêm. Name mình sẽ đặt là Remote Desktop. Protocol chọn giao thức tương ứng với port Remote Desktop sẽ là TCP. Port là 3389. Chuyển sang menu policy. Trong tab Access Control, nhấn dấu cộng để tạo thêm policy. Nên mình sẽ đặt là NAT-95.100-3389. Action chọn Allow. Source Zone chọn Outside. Do traffic của chúng ta sẽ bắt đầu từ Internet đi vào trong LAN, Source Network chọn NIP v4. Các bạn cũng có thể giới hạn chỉ một số Source IP WAN mới có thể truy cập vào dịch vụ cũng được. Khi đó phần Network này chúng ta sẽ tạo các object tương ứng với các IP WAN mà các bạn cho phép và ép vào là được.
Sourceport chọn Any. Destination Zone chọn zone mà các bạn đang cấu hình cho server. Trong mô hình của mình là Zone Inside. Destination Network chọn object mà các bạn đã tạo cho server. Tương tự, port chọn object đã tạo cho dịch vụ Remote Desktop. Vẫn trong menu Policy, các bạn chuyển sang tab NAT. Nhấn dấu cộng để tạo NAT root. Nhập tên cho NAT root. Create root for chọn là manual NAT. Status chọn enable. Placement chọn before auto NAT root, do NAT root này chúng ta cần phải đặt trên các root khác. Type chọn static. Source interface chọn interface mà các bạn kết nối với server. Mô hình của mình là cổng inside. Source address chọn network object đã tạo cho server. Source port chọn dịch vụ remote desktop. Destination Interface chọn cổng outside là cổng có IP1 mà các bạn sử dụng để truy cập từ Internet nếu có nhiều đường WAN khác nhau. Source Address chọn Interface. Source Port chọn Remote Desktop. Còn lại các bạn để Any. Sau đó deploy cấu hình này xuống firewall. Các bạn cần chờ firewall deploy xong thì mới kiểm tra nhé. Sau khi deploy xong thì các bạn có thể check nhanh bằng cách vào một số website checkport. Mình hay dùng ping.eu. Chọn port check. Nhập IP1 và port vào. Kết quả thông báo open là chúng ta đã NAT thành công. Khi đó các bạn có thể truy cập dịch vụ bằng IP1. Mình sẽ thử remote qua IP1. Ok, mình đã remote được vào. Trong trường hợp check port close thì trước tiên các bạn thử check dịch vụ bên trong local xem port dịch vụ đã đúng chưa thôi. Còn phần cấu hình NAT thì cũng khá đơn giản. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn NAT port trên firewall Cisco FPR chạy phiên bản firmware FTD. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.